Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà tô màu bức tranh một giỏ hoa rất là đẹp này. Hãy cùng tô với mình nhé. Đây là mình sẽ tô bông hoa. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Tông màu xanh nhỉ. À, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh giỏ hoa này nha.
các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn thôi nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây, đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.